Chào các bạn. Tiếp theo hàng Eura. Eura lô này chắc là lô cuối cùng của năm 2023 dương lịch. Mình làm người phương Đông, năm hai cái Tết. Lịch âm lịch dương. Sao nó không có cái loại lịch nằm ở chính giữa nữa không? Đó. Có lịch có Tết Minh Tiêu nữa kìa. Tết tháng 6 rồi, Tết Tết Đoan Ngọ rồi Tết gì nữa. KT lễ KT của người Khmer đấy. Việt Nam thì hay lắm, đâu cứ dân tộc nào nó có ngày lễ ngày nghỉ là quơ cho mình nhát. Đây này sẽ giống như toàn sắc người đục số xếp đi kia đây này. 4 ly 5 ly nhiều thế anh kia kìa ghê tịt nhiều dữ ạ. Rồi đấy, xếp mình rồi đấy. Nó dễ kiểu. Ủa. Con nào khi nào gõ nhầm một số không không? Có nào. Ta có 10 bộ, mẹ thành trăm bộ rồi hả? Này mình có tập giật tí không còn? Chơi chơi. Làm chủ bị ấy. Vô. Hả? Vô. Vô nha. Ừ. Bi đức đồ gần ngay đây. Ghê thiệt. Hả? Bi đức gần chỗ gạo ngon nhất của đất nè. À thì đó đang tính kêu mua đồ đó chơi. Anh mua đồ về chơi. Anh đi mua gì anh? Làm chục lon bi đức. Chai gì đấy. Chủ bị. Rồi là họp chủ bị ấy. Chuẩn bị. Chủ bị đó là chủ bị là chuẩn bị đó. Nhiều thế. Này, không có đâu. Nó giá ở đây. Chưa sóc hàng vậy. Ủa sao nhiều dữ vậy? Có nhập lộn không? Người chắc nhập nhầm số 0 hay sao? Người ta đặt có 10 bộ Hàn Quốc con mẹ số 0 nữa hay sao ấy. Nhiều vậy. Nhầm giá được đúng không? Nhầm giá thêm số 0 thì được. Xuống nhiều dưới đây. Nhưng mà Eura bán cái bộ đục số, đục chữ nhiều năm mà như thế này nó có tiếng gì hả? Cần như các đơn hàng toàn thấy đồ đục số, đục chữ của Eura mà. Hả? À. Trời ơi, đây là từng cái đóng vô đục số mà, số chữ mà. Nó nặng đúng không? Ừ, nó nặng, giòn tắt xong rồi. Ủa đấy này. 10 ly này. To vãi luôn đấy. Rồi nhớ có cái 10 ly hay là mấy chục ly gì đấy. 20 ly gì đấy, mình quên làm video á. Ủa này nặng thế. Vậy là mấy trăm cái mấy chục cái kìm có về kịp lần này không ta? Mở lết cái gì đấy có. Ngân hàng vừa, con hàng vừa mới đặt đấy. Để đóng luôn này. À, cái này chấp móp luôn. Đó, móp luôn. Ui, móp
đây nha. Tăm xỉa răng. Xỉa xong thì có bàn chải đánh răng luôn này. Kêu sao này 85 à, dài thế. Chải răng của Đạt này. Ăn cũng nhiều hao và chải dư. Cái này như là của mình đúng đặt đúng không? Cả hai đúng không? Đúng rồi. Cả hai này cũng đúng rồi. Cảo. Cày răng. Cày răng cái này cũng được, lấy cái đó cày. Cái ba này. Đẹp thế. Lục rác sao ngắn. Xoay sóng. Cây này nó rất là dễ nhầm với cái cây cây vặn. Báo cảnh luôn. Đẹp của Eura này vẫn là đẹp. Càng là đẹp nhưng mà giá kiểu giá hàng chợ ha. Khó bán. Đây người ta nhìn thấy là nghi ngờ. Người ta bảo là lát kim cương với lát vàng luôn. Làm cái gì vậy? Mười luôn, tốn tiền. Này là cái gì? Không cái. Nó có gì nữa. Ồ, nó có cái hộp cái gì, nó có cái con má hay sao? Cái này nó con má hay sao? 276. Đúng không? Cái này là con má rồi. Mười sáu chín tư à? Hai bộ skin MK này người đặt hoài ha. Skin KK2 quá trời. Đục số gì nữa này. Này. 6. KK3 này. Ủa, dao ăn dao thì vừa rồi bị thiếu nè. Ăn mà bù cho này. Đúng không? Dạ. Yeah. Đây là kia. Dạ. 6. Chắc là của lọc dầu á, đúng không? Cái hàng của Hòa Vân Phong này.
5 xìa răng. Này này cái nhập hoài nhỉ. Dài của Eura chứ cứ bán hoài mà trong yêu thằng như cô yêu có hết nặng không ai mua rẻ tay tay rẻ hơn à, thị trường nó lâu đây lâu hơn biết cái gì đâu Eura cái dài đợt nào gần cũng có hàng về búa này là búa đền ông Phan này test ông Phan mà 60 là cũng ít ít thì thường 50 nó nhập nhiều đấy kinh khổ cường né được nghe thấy không trong nó bỏ vàng ở trong đây kim cương ấy 80 luôn chứ không phải khiếp nghe để hồi về này đóng nữa nha. Này bao nhiêu? Đó là 80 lần. Đó là hai cái nhìn cho nó thành cặp. Đấy. Ủa, hai cái khác nhau. Gỗ. Thằng này thì nó có quyền thằng này không chứ. Thằng này là Tây Tạng cao nguyên ấy. Còn thằng này nó lai châu Phi, hiểu không? Ủa mình sẽ lấy ngăn cho thằng đánh đứa ta nha. Lần nào về cũng có củi. Lần nào cũng có củi kìa. À bắn búa. Bắn búa nhiều quá là gì không bắn cám. Bỏ cái cờ lê to ra ngoài này. Chạy qua lộn đồ để tôi hồi chóng mặt giờ nè. Ủa cái này cẩn thận cái núi núi lê. Khiếp nhỉ. Cái trái em đang một nhất không nổi là đi phải rồi. Ăn dữ quá rồi. Xe cô biết 1365, 1332 là khác nhau. 3m nè, mở nè. Cái này nó máu này cơ. Taro N còn một món
kiếm được không?